Cách để nhuộm lông mày. Phần 1: Lựa chọn màu nhuộm phù hợp. 1. Tránh sử dụng thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm được pha chế để sử dụng trên da đầu sẽ quá mạnh với da quanh mắt, bạn có thể gây tổn hại cho vùng da mỏng quanh mắt của bạn, thậm chí là làm cháy chân mày. Tìm mua thuốc nhuộm dâu hoặc thuốc nhuộm tạm thời cho lông mày. 2. Lựa chọn màu nhuộm tối hơn một tông để lông mày được rõ nét và trông dày hơn. Làm tối màu lông mày sẽ khiến hình dạng lông mày rõ nét hơn, đồng thời trông đầy đặn và dày hơn, phù hợp với người có lông mày thưa hoặc mỏng. Bạn có thể cố gắng nhuộm màu tối hơn hai tông nếu muốn nổi bật hơn. 3. Nhuộm màu sáng hơn khoảng 1 hoặc 2 tông cho lông mày nếu bạn thay đổi màu tóc từ màu tối sang sáng. Nếu bạn đổi màu tóc một cách đáng kể, chân mày của bạn sẽ trông có vẻ quá đậm. Nếu lông mày của bạn màu đen, bạn nên cố gắng nhuộm thành màu nâu sẫm. Xin nhắc lại, hãy cố gắng không thay đổi màu sắc của lông mày quá nhiều so với màu tự nhiên để trông không quá kỳ quặc khi lông mày mới mọc ra. Phần 2, chuẩn bị nhuộm màu lông mày. 1. Hiểu rõ những rủi ro. Không có bất kỳ một loại thuốc nhuộm nào, thậm chí là sản phẩm được quảng cáo là thuốc nhuộm lông mày nào được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận cho việc nhuộm lông mày hoặc lông mi, luôn có rủi ro xảy ra phản ứng dị ứng hoặc tổn hại cho vùng da nhạy cảm quanh mắt. Thuốc nhuộm có thể gây kích ứng, thậm chí gây mù lòa nếu dính vào mắt. Rửa mặt với sữa rửa mặt hoặc xà phòng bạn cần phải bôi thuốc nhuộm lông mày trên vùng da sạch, nhẹ nhàng trà sát chân mày để loại bỏ dầu và bụi bẩn. Nếu da hoặc lông mày của bạn có khá nhiều dầu, thuốc nhuộm sẽ không có tác dụng. 3. Bôi một lượng lớn kem vaseline hoặc sáp dưỡng ẩm viền quanh vùng chân mày. Sử dụng tăm bông để thoa kem vaseline vào vùng da quanh chân mày. Lớp kem này sẽ đóng vai trò là rào chắn để thuốc nhuộm không dính vào da quanh chân mày và không vào mắt bạn. Nó cũng sẽ giảm thiểu sự kích ứng. 4. Chuẩn bị sẵn thuốc nhuộm chân mày theo hướng dẫn sử dụng in trên bao bì. Hướng dẫn pha thuốc sẽ khác nhau tùy vào loại nhãn hiệu nhưng chúng đều cho kết quả tương tự. Thuốc nhuộm chân mày khi pha xong phải có độ sánh mịn như bột nhão. Nếu thuốc nhuộm lỏng như nước thì nghĩa là nó chưa được pha đúng cách. Hỗn hợp bột nhão sẽ giúp thuốc nằm in trên lông mày và không chảy xuống mắt. Phần 3: nhuộm chân mày. 1. Bôi thuốc nhuộm bằng cách phết một lớp dày lên lông mày bộ sản phẩm nhuộm chân mày thường đi kèm với dụng cụ bôi thuốc, nhưng bạn cũng có thể dùng tăm bông hoặc cọ trải lông mi sạch. Thử bôi thuốc bắt đầu từ vị trí chân mày, phần gần mũi nhất và tiến dần về phía đuôi. 2. Chờ trong 3 phút, lau sạch thuốc nhuộm bằng tăm bông đầu nhọn. Các nhãn hiệu thuốc nhuộm thường khuyên bạn nên nhuộm trong 10 đến 15 phút, nhưng nhuộm theo từng 3 phút một sẽ cho phép bạn có thể kiểm soát màu sắc cuối cùng. 3. Lau sạch thuốc nhuộm khỏi chân mày bằng bông gòn khô, nhắm mắt lại để tránh thuốc nhuộm dính vào mắt, miết nhẹ chân mày và quan sát màu sắc. Nếu thuốc nhuộm vẫn chưa lên màu, bạn có thể thực hiện lại quá trình thêm 3 phút nữa. 4. Kiểm tra lông mày trong gương để xem liệu bạn có bỏ sót vị trí nào hay không. Bạn có thể dùng tăm bông để xử lý vị trí mà bạn đã bỏ sót. 5. Nhổ hoặc tẩy lông mày bằng sáp theo hình dáng mong muốn. Điều quan trọng là bạn không nên nhổ lông mày trước khi nhuộm màu vì hành động này có thể gây kích ứng và viêm nhiễm. 6. Đừng căng thẳng nếu màu sắc không giống như bạn mong muốn. Màu nhuộm thường sẽ phai mờ sau một tuần, vì vậy màu sắc sẽ không quá sậm như ban đầu. Nếu không thể chờ một tuần, bạn có thể dùng bàn chải hoặc cọ chải mi để chải một giọt dầu gội đầu làm sạch sâu lên lông mày, để yên trong 60 giây sau đó rửa sạch. Dầu gội làm sạch sâu sẽ loại bỏ dầu và tẩy bớt màu nhuộm khỏi lông mày.